cả nhà đâu hết rồi, vắng tanh vắng teo thế này, lỡ có ăn trộm biết làm sao đây, lo gì, nhà nó tà tơi như vậy. Ma còn không dám vào huống chi là bọn ăn trộm. Kẹo hết ngọt rồi nè, thì nhai hết đường thì hết ngọt chứ sao, vậy sao kẹo không tan ra? Vì đây là kẹo cao su mà, nhai hết ngọt thì phải nhổ bỏ bã kẹo ngay. Lỡ nuốt vào bụng ta sẽ bị dẻo quẹo như cao su luôn đó, hừ, ra là nó hù mình, làm sợ muốn chết hà, ha ha về thôi. Đi đâu mà để cho mình tìm đến mỏi mệt luôn, không lẽ tí đã biết trước. Mình sang nhờ tí đi hái dùm mớ rau, nên sợ quá, trốn biệt tâm biệt dạng luôn rồi, xí, đây cũng chả cần đâu nhé. Tí hái rau đấy à, may quá. Ha ha ha, xử người quá đấy, cắn cái ghế vào người khỏi phải cầm mỏi tay. Ơ, gì thế này, sao tự nhiên cái ghế lại dính vào người xử vậy, hê hê, phải tự nhiên hôm đó thiệt mà. Nó hồng chịu rớt ra, để đó cho tí. Nó dính chặt quá xử ơi, người gì mà yếu như sên ấy. Lần này phải gỡ cho ra đấy nhá, pạc pạc. Rắc rắc rắc, dẹt dẹt, ra rồi, ha, ha, ha. Sao mát quá vậy, váy của Sửu, trời ơi. Tí xin lỗi, chỉ là sự cố kỹ thuật. Cái đồ vô duyên, hu hu hu, hai đứa rủ nhau đi ăn hủ tiếu bò viên đấy á, bò viên gì chứ đang bực mình đây. Chuyện là vậy đó, mùi thơm này quen quá, đúng rồi là bã kẹo cao su của cả mẹo, nó ăn xong rồi nhả ra đây chứ gì. Hê hê, vậy là Sửu đã bị dính bã kẹo chẳng sai, phải điều tra đó xem là loại kẹo gì. Ý quên, có Sửu, Sửu ổn chưa, cho tí vào được chưa, cho vào. Hả, sao giống các mama trong phim Hàn Quốc thế, thì Sửu phải xin mặc nhờ váy của cô hai đó chứ. Để xem, kẹo mạch nha, kẹo sô-cô-la, hê hê, mama này nhìn thấy ghê. Đây rồi, kẹo cao su, là một loại kẹo mềm để nhai chứ không nuốt, có mùi bạc hà hoặc trái cây hấp dẫn để người nhai tha hồ lựa chọn theo khẩu vị. Chúng được sản xuất dưới dạng tép phẳng, mỏng và cả dạng viên thuốc bọc đường.
kẹo này được làm từ nhựa chít cờ lấy từ cây sapo zilla ở vùng Trung Mỹ. Nhựa cây này mềm và mịn nên người Mễ Tây Cơ rất thích nhai, họ nhai suốt ngày cho vui cái miệng. Năm công nguyên 1869, người ta pha hương liệu vào nhựa cây và nấu sôi lên, đoạn cắt ra thành từng viên rồi đem bán, từ đó danh tiếng kẹo cao su vang xa khắp nơi. Ủa thế sao lại gọi là kẹo cao su, vì nhựa chít cờ cũng dẻo mềm như nhựa cao su, lưu ý là loại kẹo này chỉ được nhai chứ không được nuốt. Nhai đi nhai lại hoài giống con trâu nhai cỏ quá, nhưng trâu còn nuốt cỏ được, còn mình thì không nuốt kẹo được, làm hỏng tấm váy lâu năm của người ta. Phải bắt cả mẹo bồi thường thiệt hại, cả mẹo có nhiều kẹo cao su không, nhiều, nó quấn quanh người như anh lính quấn băng đạn chuẩn bị xông trận ấy. Nhai xong, nó phun bã ra chíu chíu, chẳng khác gì phun ám khí vậy. Cô dâu chú dễ cười to lên nhá. 1, 2, 3, rồi. Ngày mai gặp nhau ở đây nữa nhé, không phải đi ăn phở, hát karaoke. Phải tìm ra nó, nghiêm cấm nó không được phun bá kẹo bừa bãi, nếu nó cãi lời bắt nó nuốt hết, cầu trời cho mọi sự bình yên. Chết, tình hình trở nên nguy kịch rồi, làm ơn gỡ đôi tân hôn ra khỏi cây dùm đi, hu hu cái chân cháu không nhấc lên được nữa, con danh, mày mê mệt nó đến nỗi đeo dính vào ghế luôn à. Sao cái hàng rào bám giết theo tôi vậy cả. Làng này rất yên tĩnh, rất hợp với người chăm học như mình, ngay cả một đứa trẻ cũng rất dễ thương thân thiện. Mình đã chọn đúng nơi rồi, nhạt quá nhổ thôi. Cái gì thế này? Thằng danh kia, dám phun ám khí hại ta à, chết rồi miếng bá kẹo. Đứng lại không được chạy. Á đừng, nó ở đâu vậy kìa. Xuyệt, có người chúng phải bá kẹo của mẹo, biết vậy sao còn vứt lung tung, mẹo đâu biết, có ai nhắc nhở mẹo đâu. Hừ, giấy gói kẹo có in rõ ràng nè, người ta bảo rằng, hãy giữ cho nơi chốn chúng ta được sạch sẽ, nó đọc được mà. Nhưng có thèm nghe đâu, lại cố ý làm trái đấy, chết mình quên mất cố ý làm trái nhổ bà bừa bãi, gây hại cả làng. Đứng lại, nếu không chịu khắc phục hậu quả, sẽ bị phạt vạ ghê vậy sao, ha ha ha, ai biết ta là thủ phạm chứ. Chính nó là thủ phạm đó, nó đã phun ám khí, ám hại cuộc đời em đó, cẩn thận nó vẫn còn đầy ám khí trên người kìa. Dạ, dâu có ám khí ám khói gì đâu, đấy chỉ là kẹo, câm mồm, dám bao che cho nó à. Bắt nó, bắt kẻ phun ám khí tí ơi, làm ơn bình thường lại đi tí, hu hu hu. Nụ cười mắt phong.
ho ó ó, ạc ạc hơ hơ. Đêm qua ngủ ngon quá tí ơi. À, Sửu mua váy mới à, cả mẹo đền cho đấy. Mẹo bảo chiếc váy này được may theo mẫu váy của phụ nữ xứ Ifa Nho, trông như làn sóng nước lăn tăn tí hả? Hừ, giống cây thông Giáng sinh thì đúng hơn, mẹo có đi với Sửu không? Mẹo bị dân làng truy nã gắt gao quá nên trốn biệt trong nhà luôn rồi. Sửu phải chờ đêm khuya mới đến bắt đền váy đó. Ha ha ha, cho đáng đời cái tội phun nhổ bừa bãi tí đánh răng à, bằng thứ gì vậy, bằng muối, Sửu biết mà. Nên nhớ là muối làm cho răng sạch và sát khuẩn nữa đó, nhưng đâu có thơm và mát ở há, không sao giữ cho sạch miệng là tốt rồi. Thì đây, kem đánh răng nụ cười tươi hảo hạng, sát trùng miệng chớp nhoáng cho răng bạn sáng loáng hơi thở bạn thơm thoáng. Sao Sửu có vậy, chỉ có người giàu ở kinh thành mới dùng kem đánh răng đó, vậy sao? Dạo trước mỗi lần nhập cung thăm hoàng thượng, sáng nào công chúa Phương Thìn cũng nặn một ít kem cho tí đánh răng. Đến giờ tí vẫn còn nhớ mùi vị the mát từ kem của công chúa, vậy thì lên kinh thành đánh răng với công chúa luôn đi. Ấy, chuyện đã qua lâu rồi mà, để xem nụ cười tươi gồm có, nước, chất mài mòn, chất tạo bọt, chất tẩy trắng, chất sát khuẩn, chất tạo mùi, tạo màu, chất canxi và chất ngọt lycerol. Tốt lắm nghe, hàm răng chắc khỏe chói sáng như gương, mỗi ngày dùng thường hơi thở ngát hương nụ cười vui sướng, ai nấy đều thương. Tí dùng đi, hết kem thì giữ vỏ lại làm kỷ niệm tí mà dùng muối hoài Sử thấy xót ruột quá, trước khi có kem ai ai cũng dùng muối mà. Biết rồi, còn dùng thứ nào nữa, tí nói luôn đi, nhiều lắm, nào là xương động vật, không dùng xương người đâu nhá, rồi đá vôi, vỏ sò, được tán nhuyễn ra. Có người cầu kỳ thêm vào chút hương liệu cho thơm như bột từ vỏ cây quế chẳng hạn, vỏ quả cao tươi cũng được dùng trà trắng răng, cả than đốt cũng được tán nhuyễn ra trà tuốt. Toàn là những món kỳ cục không hà, vì lúc trước có kem đâu mà đánh răng, vậy đến khi nào mới có kem đánh răng? Đến thế kỷ 19 sau công nguyên, kem đánh răng mới xuất hiện dưới dạng bột nhão đựng trong các lọ nhỏ bằng sứ. Năm 1824, nha sĩ Bia Body đã cho vào kem chất tạo bọt như xà phòng, năm 1850 John Hazit thêm đá vôi vào kem. Sau này, tuyếp nhôm được thay bằng nhựa tiện lợi và vệ sinh hơn. Làm kem đánh răng mà cũng đi từ đơn giản đến phức tạp thế à, sản phẩm nào cũng vậy phải thật hoàn hảo mới phục vụ được người tiêu dùng chứ. Cảm ơn nhá, mà của Sửu mua đó hả, mua chi cho tốn tiền, là do các phụ huynh tặng cha Sửu đấy. Vì bọn học trò bảo nhau miệng cha hôi quá, đứng gần giảng bài chúng chịu hồng nổi, nên hội phụ huynh nghe thấy tội nghiệp con em nên quyên góp tiền lại mua kem đánh răng tặng cha. Tí phải giữ bia mật cho thầy nha, nếu để lộ ra Sửu không tha tí đâu, bây giờ Sửu đi tặng kem cho dần méo.
khó cho cả mẹo chưa chưa, phải chờ đến đêm khuya mới đến cho được. Thiên linh linh, địa linh linh, con chỉ xin bán được nhiều vào, ơ con bé nào. Mới sáng sớm mà đã mặc đồ diêm dúa đến rủ dê dần méo rồi à, dạ đâu có rủ dê, con đến để tặng quà cho dần. Tặng quà á, chờ đó không được đi đâu hết. Dần béo, có bạn tốt đến cho quà nè. Bị bà Tám bảo hành nữa à, không phải, bị bắt nhổ tóc sâu cho mẹ suốt đêm đấy. Dần hiếu thảo quá, cầm lấy ống kem này đi, dùng ngay cho tỉnh táo, xử về nhá, bye. Ăn mặc quái gở thế này, bảo đảm chỉ có cả mẹo bày ra thôi, tưởng cho đồ ăn sáng, lại đi cho kem. Nụ cười tươi, buồn ngủ quá, cười gì nổi, không biết có giống các loại kem trái cây hôn á, ngọt the, mắt đúng là kem bạc hà rồi. Chắc đây là loại kem mới sản xuất, đựng trong ống cho tiện dùng đó mà, nặn lên bánh bông lan ăn cho đúng điều. Hê hê, giống bánh kem sinh nhật lắm chứ. Đúng như Sử bảo, dùng vào là tỉnh táo ngay, ơ sao? Xót ruột quá. Có gì vui mà cậu dần cười đến như ngà thế kia, đem cơm cho khách, đứng nhìn con khỉ mắc phong đó cười làm chi hả?